La City Daewoo nha các bạn, La City Daewoo đời 2008 ha. Đăng video giới thiệu cho mọi người khỏi có phải hỏi lại thông tin này nữa. La City Daewoo đời 2008, một khi máy xăng 1.6 lít. Biển số đẹp. Đây là thực tế chiếc xe này. Hôm nay là 24 tháng 11 ha. Biển số xe nữa các bạn, 70A09909. Rất là nhiều người thích biển số này. Số sàn rồi ha. Xe ngồi được 5 chỗ ha. Xe này chủ yếu dùng đi lại, mình đi uống cà phê với đi thanh toán tiền ký hợp đồng mua đất với lại đi đặt cọc mua đất là chủ yếu các bạn. Đi đặt cọc mua đất là chủ yếu ở khu Bình Dương ở đây. Đặt cọc mua đất thì thỉnh thoảng đi Sài Gòn đặt cọc với chủ đất ở Sài Gòn, còn đa số ở Bình Dương ở đây. Đi ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất ở phòng chứng Bình Dương đây là chủ yếu.